Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc sách báo truyện của mình nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một tựa báo, đó chính là Tại sao các chương trình anh trai bùng nổ văn hóa fandom hơn chị đẹp. Đây là một bài viết cũng là một thời gian này thì chưa bao giờ Vpop lại nhộn nhịp với các hội nhóm fan club như hiện tại. Thì sau thực tế bùng nổ các fan club Việt thay máu, thời gian gần đây Vpop được chiến sóng bài hai show thực tế âm nhạc của 63 anh trai, không chỉ phá đạo top trending trở thành chủ đề nóng nhất cho các diễn đàn âm nhạc, mà hai show anh trai còn thay đổi cục diện đi đu idol của các fan club Việt. Khán giả đại chúng đổ dồn sự chú ý với các sao nam, thành lập thêm nhiều hội nhóm fan club. Những hội nhóm này kêu gọi cái stream này ủng hộ hiện kim, sự sâu thần tượng của một vật phẩm không khác gì fan thần tượng Hàn Quốc. Đây là ảnh của Soobin, Hiếu thứ hai. Và đây là hai ngôi sao đang thu về lượng người hâm mộ đông đảo hơn bao giờ hết nhờ hai show anh trai. Cho các bạn nào không biết thì đó là Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nha. Và fan club Hoa ngữ, fan K-pop Hoa ngữ và USUK cũng trở về đua sao nội địa, tạo nên nhiều xung đột trong việc vận hành fan club. Trên mạng xã hội hàng loạt cuộc tranh cãi về việc ủng idol sao cho đúng xảy ra giữa các fandom như Hiếu thứ hai, Soobin hay là rộng hơn là Space Speaker, Rider là mặt trái của nội bộ fan bắt đầu bị bóc trần. Và nhưng từ đây thì các cơ hội để fandom Việt hoàn thiện lại càng nhiều hơn, tuy tạo ra xung đột nhưng ở một tín hiệu tốt, cho văn hóa thần tượng thoát vòng cũng chỉ phổ biến ở các cộng đồng đua idol nước ngoài. Và chúng ta có tiêu đề, một tiêu đề nhỏ đó là sự chênh lệch giữa fan anh trai và fan chị đẹp. Thì trước khi show anh trai bùng nổ thì chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã có một buổi chào sân đầy ồn ào. Nhiều khán giả ví von chị đẹp là tiền đề cho anh trai. Không thể phủ nhận sân chơi chị đẹp đạp gió rẽ sóng còn đưa nhiều nghệ sĩ lâu năm trở lại với hào quang. Điển hình như Diva Mỹ Linh có thêm nhiều tệp fan trẻ gọi, được gọi là biểu tượng meme sau chương trình. Meme, Việt Nam mình thì gọi là meme đấy, nhưng mà chính xác nó phải là meme nhá. Diva Mỹ Linh có thêm nhiều fan Gen Z hùng hậu. Một fan Gen Z hậu chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay Trang Pháp Diệp Vương Anh Huyền Baby trước trở thành thần tượng, và các chị đẹp cũng bắt đầu kết thành hội nhóm đông đảo Donuts, nhóm nhà được thành lập năm chị đẹp còn có cả Lightstick, vật phẩm riêng dành cho người hâm mộ. Rõ ràng hiệu ứng mà chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã không thể sâu rộng như các anh trai hiện tại. Đây là Lunas, nhóm nhạc được thành lập bởi năm chị đẹp còn có cả Lightstick là vật phẩm riêng dành cho người hâm mộ, nhưng rõ ràng là hiệu ứng chưa thể bằng được các anh trai. Và chị đẹp gây tranh cãi thu hút sự chú ý từ khán giả đại chúng trong thời điểm phát sóng. Tuy nhiên, để thay máu hoàn toàn đưa ra văn hóa đua idol thâm nhập Việt Nam thì phải kể đến các anh trai xuất chiêu thì mới gây nên hiện tượng. Trên mạng xã hội Threads, chủ đề thu hút tận 77.000 lượt xem câu hỏi về sự chênh lệch giữa fan anh trai và fan chị đẹp, điều gì tạo ra sự khác biệt. Một câu trả lời được cư dân mạng đồng tình đưa ra khẳng định như sau: về văn hóa fandom luôn bắt nguồn từ fan girl. Như về nhiều chương trình chị gái thì người ta sẽ đi coi để sẽ tiếp cận nhưng không đi sâu, còn với nam thì đối tượng luôn sẽ tự động tìm đến để nhau để build build fandom để đu tiếp sau đó. Chuẩn nha, các fan nữ thường sẽ là những người cày số liệu làm tất cả mọi thứ, chứ các fandom fan anh trai thì cũng có nhiều fan kiểu họ có thể mua 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 kiểu, nhưng mà nghĩ là để cày stream ấy thì thường nữ vẫn sẽ là ok hơn nam, cái này là phải chắc chắn nhé. Tại sao các chương trình anh trai là bùng nổ văn hóa fandom? Thì nhìn từ nền công nghiệp K-pop thì đều thấy được một sự thật rằng văn hóa thần tượng được xây dựng từ fandom của các nhóm nhạc nam. Seo Taiji hay M-Boys, nhóm nhạc khởi đầu cho kỷ nguyên K-pop vào năm 1992 là một boy group. Sự xuất hiện của Seo Taiji M-Boys đã đánh động các công ty giải trí, từ đây một loạt các nhóm nhạc thần tượng ra đời được gọi là idol gen 1 như Hot, Sekis, Vince KL, SES. Và văn hóa thần tượng thì được hình thành từ K-pop nha mọi người. Văn hóa thần tượng thì bắt đầu hình thành từ những bộ fan đầu tiên các nhóm nhạc Gen 1, đặc biệt là fan nhóm nam. Thời điểm mạng xã hội chưa phát triển, các fan đời đầu thi đua idol hoàn toàn là tương tác thật tại sự nha và tiêu thụ vật phẩm từ thần tượng. Có khảo sát thực tế thì khán giả thực tế các concert đa số là nữ, không có thể xác định khách hàng chủ yếu K-pop là phái nữ hâm mộ nghệ sĩ nam. Và năm 2017 thì xếp hạng 5 fan điểm nhấn của Hàn Quốc chủ yếu là nhóm nhạc nam như là BTS, Big Bang, TVXQ, và đồng thời có thời điểm này thì fan điểm BTS được ghi nhận số lượng đăng ký cao hơn nhóm nữ quốc dân SNSD. Từ thời điểm nhóm nhạc cảm Big Hit còn chưa toàn cầu hóa, đến nay fan điểm lớn mạnh nhất K-pop vẫn là cộng đồng ARMY của BTS. Và BTS và những điều tốt thì xác định sự lớn mạnh fandom không chỉ đến từ số lượng người, còn là thành tích độ nhận rộng công chúng về fandom, được sự chịu chi của fan trên album.
Còn sức nghệ sĩ và vài năm gần đây, nhóm nữ chiếm sóng bảng xếp hạng âm nhạc nhưng về số liệu doanh thu album, các nhóm nhạc nam thì vẫn chiếm xếp hạng đông đảo. Cái này là hiện tượng, không phải cái này là sự thật luôn rồi. Vậy là mình đã học xong rồi để báo ngày mai rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Cảm ơn giờ chào tạm biệt, bye bye.